Xin chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người buổi tối thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Nếu thích trong chủ đề tình yêu và hôn nhân, hãy đón nhất like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp Long nha. Để những cái gì đó Long làm có ý nghĩa cho cuộc sống này được nhân đôi, nhân ba và nhân lên nhiều lần hơn nữa. Tình yêu và hôn nhân, để không tốn thời gian, Long sẽ giới thiệu nhanh luôn để cho mọi người và Long không bị phí phạm thời gian nhiều. Tình yêu và hôn nhân. Tình yêu và hôn nhân là lẽ thường của con người. Nó có trở nên đẹp đẽ hay xấu xí là do người tạo dựng nên nó. Đây, Long nói lại, đây là những cái kiến thức, kinh nghiệm của Long nha, đúc kết được. Và Long viết cái trang Facebook Vui Biết Đủ Thường của Long. Vui Biết Đủ Thường, mọi người có thể vào trang Vui Biết Đủ Thường để có thể đọc và xem lại. Và đây là những cái kiến thức cũng như là những cái lời văn mộc mạc của Long. Rồi đôi khi nó sẽ chạm được tới trái tim của mọi người, dễ hiểu nhất đối với mọi người. Ở đây cũng là phần cuối của tập 1 rồi. Tình yêu và hôn nhân là lẽ thường của con người. Nó có thể trở nên đẹp đẽ hay xấu xí là do người tạo dựng nên nó. Nó có đẹp đẽ hay xấu xí là do người tạo dựng nên nó. Hôn nhân phải tự nguyện xuất phát từ hai phía, không ép buộc hay vì một lý do nào đó mà kết hôn, sẽ dẫn đến hôn nhân tan vỡ, bi kịch. Tình yêu và hôn nhân là chủ đề muôn thuở của nhân loại, có rất nhiều bài viết, bài bình về nó, có hạnh phúc, có đổ vỡ. Nếu một người đàn ông tìm được một người phụ nữ thích hợp và hiểu biết và ngược lại, họ thật sự may mắn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tan vỡ như gia đình ép buộc, do một phút nông nổi có thai, do không biết cảm thông chia sẻ, do vấn đề kinh tế, do ghen tuông ngừa vực, không tôn trọng tin tưởng lẫn nhau. Hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm chất đạo đức, nhân cách của đôi vợ chồng. Đời sống hôn nhân có rất nhiều vấn đề nảy sinh, có lắm chuyện phũ phàng nằm ngoài dự tính. Nếu như hai người đã chuẩn bị sẵn sàng những đức tính bao dung, cần mẫn, nhẫn nại, chân thành, khiêm tốn, thương yêu và trân trọng lẫn nhau, có trách nhiệm về đời sống của nhau, thì chắc chắn cuộc hôn nhân đó sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Và quyết định là ở hai người đó mọi người. Hôn nhân là do chính chúng ta. Rồi, Long chia sẻ luôn còn ngắn về luật nhân quả. Khi hôn nhân rồi thì nó có liên quan tới nhân quả nữa nha mọi người. Rồi, chủ đề tiếp theo phần cuối tập 1, nhân quả là quy luật vận hành của vũ trụ. Theo đó là hành vi mà bạn tạo tác hôm nay là nhân, sẽ nhận được kết quả tương ứng là quả trong tương lai. Mọi người hiểu không? Đơn giản thôi. Gieo nhân nào gặt quả đó, hay gieo gió gặt bão. Những câu chuyện về nhân quả nhân nhãn ngoài kia hay ở chính cuộc sống của chúng ta, có làm thì mới có ăn, ai mà dễ là dễ đem phần đến cho, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Tất tật mọi việc đều vận hành theo quy luật nhân quả, vay thì phải trả. Việc mọi người tin hay không tin vào quy luật này là ở mỗi người, nhưng thực tế thì không thể phủ nhận hay chối cãi. Tôi không muốn bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chỉ muốn nhắc mọi người hãy chú ý đến nó để sáng suốt lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn, không phải vào lao ngục đau khổ bị đọa đày. Muốn làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến hậu quả nhận lãnh. Muốn làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó nha. Gieo điều ác thì gặt quả ác, còn gieo điều thiện lành gặt được thiện lành. Muốn làm bất cứ việc gì hãy nghĩ đến hậu quả nhận lãnh. Câu này rất là hay mọi người nha. Mọi người làm gì cũng phải suy nghĩ tới cái hậu quả mà chúng ta sẽ lãnh được. Thì mọi người sẽ sợ, mọi người sẽ không dám làm. Ví dụ như mọi người làm điều gì ăn trộm thì chúng ta sẽ bắt vô tù. Thì ai dám, ai muốn vô tù không? Muốn vô thì cứ làm. Thì ta nghĩ được cái hậu quả mà chúng ta sẽ nhận, thì nếu như chúng ta sẽ biết được và chúng ta sẽ tránh đi và làm những việc thiện lành hơn. Rồi, coi như phần cuối của cuốn sách đã xong. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cũng trong trang Facebook này, Long sẽ chia sẻ những cái bài viết hay hơn. Rồi, hẹn gặp lại mọi người nha. Hãy đăng ký kênh, nhấn nút like, chia sẻ kênh giúp Long, để những giá trị mà Long trao đi cho cuộc đời này là một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, giúp được mọi người là hạnh phúc của Long cũng như hạnh phúc của tất cả mọi người là điều Long mong muốn nhất. Và vì vậy mong mọi người sẽ giúp Long để cái kênh của Long nó phát triển mạnh hơn và sẽ đến được rất là nhiều người ở khắp mọi miền tổ quốc, để mọi người có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người hạnh phúc thì Long cũng rất là hạnh phúc. Long không cho mọi người tiền tài, Long chỉ cho mọi người kiến thức. Long không cho mọi người tiền bạc, Long chỉ cho mọi người tinh thần. Long không cho mọi người vật chất của cải, Long chỉ cho mọi người lời khuyên. Và Long chỉ cho mọi người thời gian mà Long bỏ ra để giúp đỡ mọi người qua những cái video
cái video mà Long làm để đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.